Để cho dễ, chuẩn bị cầm máy tính đi. Lim 2x bình trừ 3x cộng 1 phần x mũ 3 trừ x cộng x trừ 1 x tiến về 1. Thứ nhất bước 1, cứ theo bước thế nó vô thì chắc chắn rồi, khỏi cần thế, nó cũng biết nó sẽ ra không, đúng không? Ở trên ra không, ở dưới ra máy luôn. Không, không phần không gọi là dạng vô định. Vô định thì nhớ rút giùm em, rút gọn. Được chưa? Và mình biết x bằng 1 là gì của thằng này. Thế vô nó bằng 0. Thế cái này vô cái biểu thức trên nó bằng 0 thì nó là nghiệm. Được chưa? Thế cái x bằng 1 vô cái biểu thức dưới nó bằng 0 thì x bằng 1 là nghiệm. Thì bắt đầu kẻ bảng nè, đối với phương trình bậc 2 này khỏi cần kẻ bảng. Đúng không? Phương trình bậc 2 thì nhớ giùm em, ax bình cộng bx cộng c bằng bằng 0. Thì a tương ứng nè, 2x bình trừ 3x cộng 1, a nhiêu? 2b trừ 3 c 1. Rồi bấm máy tính, cái này thì dễ, bấm máy tính trên đi, bấm đi. Mod ở gì đó on, mod 5 3 2 trừ 3 1. Bấm đi. Phương trình bậc 2 mà còn hỏi gì nữa đây, đợi gì nữa? Mấy nghiệm? 2 nghiệm. Thì nhớ giùm em, mình sẽ có cái công thức nè, ax bình cộng bx cộng c bằng a nhân x trừ cái nghiệm thứ nhất nhân x trừ cái nghiệm thứ hai, trừ cái nghiệm thứ hai tương ứng nè, bắt đầu bằng nè. Em bằng hãy trừ trên đây xuống đây nha. Lim x tiến về 1, bắt đầu nè, a là mấy? 2 nhân x trừ nghiệm thứ nhất 1, x trừ nghiệm thứ hai trừ 1/2, trừ với trừ thành 1/2 á, thì đọc đi rồi rồi bắt đầu mình nhẩm từ từ. Trừ 1/2 đúng không? 2. Trừ trừ 1/2 à? Nó có đọc rồi. Đổi cài lanh nữa. Một hai đúng không? Vậy x trừ 1/2 trừ 1/2 vậy trừ 1/2, hiểu kẹp chưa? Đối với phương trình bậc 2 thì dễ rồi, bấm máy máy tính, được chưa? Và nhớ cái công thức này giùm em đi, kêu học cái trang đó mà không hề học, trang thứ hai thứ ba gì đó, ổn chưa? Tiếp ở dưới mẫu bậc 3 đúng không, bấm máy tính luôn, tại vì bậc 3 mình có bấm máy tính được. Bấm y vậy mình chỉ xác định được một nghiệm thôi đúng không, còn hai nghiệm còn lại biết không? Không thì nhớ đến sơ đồ học nè, sơ đồ học nè, đây là của lớp 8. Bắt đầu để ý nè, nhìn vô bước 1, viết thằng này theo thứ tự bậc giảm dần, bậc giảm dần chưa, bậc 3, bậc 2, bậc 1, bậc 0, ổn chưa? Tiếp theo để đi lại viết lại cái đề, bậc 3 nè, bậc 2 nè, bậc 1, bậc 0, ổn bậc giảm dần chưa? Rồi tiếp theo kẻ bảng nè, đây là x nè, x rô, hoặc là muốn không thì ghi x cũng được. Nghiệm thứ nhất của nó đâu? Đây nè, thế này vô bằng 0 đúng không? Vậy nó là nghiệm thứ nhất, viết vô, ổn. Bắt đầu viết theo thứ tự nè, chỗ nào không có thì bằng 0 nha. Bậc 3 nhiêu? Hệ số trước bậc 3. Tiếp bậc 2. Bậc 1. Bậc 0. Hết. Hiểu. Bắt đầu nè. Bước 1 hạ. Bước 2 nhân ngang cộng chéo. Bấm máy tính. Nhân ngang cộng chéo, bấm máy tính đi để cho nó không bị sai. Không. Không, tiếp nhân ngang nè, cộng chéo nè, 1 nhân ngang nè, cộng chéo đi. Ủa đây coi chừng sai đề. À đây trừ 1 nè, xin lỗi. Đó, cẩn thận cái chữ sai đề nha. Đó, rồi nhân ngang đi.
nhân ngang đi, cộng chéo đi. Cuối cùng cái số này là phải là số 0 mới đúng. Đừng lo, đừng có nhăn mặt. Chút làm 10 bài mà không nhớ nữa, nghỉ học luôn. Được chưa? Rồi bắt đầu viết lại nè. Hằng này sẽ bằng x trừ cái nghiệm thứ nhất. X trừ cái nghiệm thứ nhất. Thấy này không? Nhìn dưới đây. Bật máy. Giảm xuống bậc 1, giảm xuống 1 bậc đi. 1 nhân x mũ. Tiếp cộng, giảm xuống nữa, 0 nhân x cộng 1 nhân x mũ 0 ra mấy? X mũ 0 mà ra 0 gì? Ra 1 rồi, xong. Hiểu. Bắt đầu viết này lên đây. X trừ 1 nhân x bình, cái này không có nè, dục luôn nè. Cộng 1, giống bài mình chưa? Rút nè. Liêm. X tiến về 1 2 x trừ 1 phần 2 x bình cộng 1. Sau đó thế 1 vô coi. Coi có ra số không?